em đang thực hành về lập kịch bản tiến trụ, xác định 3 vùng. Đang thao tác thực hành. Được chưa? Rồi, bây giờ xong rồi, bây giờ em tiến hành đọc về khẩu quyết của gì? Xác định vùng hòa mã gì? Mã thường 4 gì? 4 bước. 4 bước. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Xác định vùng hòa mã thứ 2. Đúng rồi. Không nhớ thì mình lấy tập ra mình xem. Để đọc bao nhiêu mình làm bao nhiêu. Để xác định vùng hòa mã thương thì